cái bộ móng gọi là almond shape nha mấy bạn. Thì mình sau khi mình dọn dẹp tay sạch sẽ rồi đó thì bắt đầu cái phần gắn móng gắn móng của phần almond shape nha mấy bạn. Thì mình sẽ sử dụng cái móng square nghe. Thì đầu tiên nhất là các bạn ướm vô, các bạn dán cho nó đừng dư nhiều mà cũng đừng thiếu nhiều, nó vừa đủ là cũng tốt rồi. Ok rồi, bạn ướm nó vô, nhớ thấy nó vừa là sẽ bắt đầu bỏ lên nha. Thì cái bước đầu tiên hết là các bạn gắn cho nó thẳng đều móng hết cho mình nha, gắn cho nó thẳng đều móng hết đi. Ok rồi, các bạn nhớ tại cái móng này nó hơi khó dán á, tại móng người ta ngắn á các bạn, cho nên các bạn làm nhớ, các bạn nhớ là dán kỹ vô cho mình nha. Công thành nó rớt, mình bỏ miếng glue lên xong rồi mình để nó lên, mình thấy thẳng là nó làm thẳng là các bạn chỉnh sửa thẳng, các bạn bóp đầu lại nè, bóp hai bên hông, vấn đề là cho nó ôm lại ha. Cái tay này thật ra thì nó cũng hơi bị cong, nó bị nó không có thẳng như những cái tay bình thường, cho nên khi dán á các bạn nhớ lái lại cái móng nghe. Mình chọn cái tay mình làm không phải là mình chọn cái tay đẹp để mình ra cái hình đẹp ha, mình ra cái móng đẹp, mình chọn cái tay nó bình thường nhưng mà mình làm nó thành đẹp nghe. Đó là cái nghề của nghề thợ nail của tụi mình nha mấy bạn. Rồi các bạn nhớ là bỏ người luôn đầy đủ nha, cho nó đầy đủ người luôn ở đây đó, ép cái tay xuống xong rồi bóp lại. Thời 67, 64, 67, 60. Rồi xong, các bạn nhớ dán cho mình, nhớ canh cho nó kỹ rồi đó. Bóp lại. Rồi sau khi các bạn dán được rồi đó thì rồi, bước kế tiếp là các bạn cắt nha, tạo các bạn dùng cái C curve đó, cái này nè, cái đầu nó cong giống chữ C đó, các bạn cắt tạo. Thì đầu tiên nhất là cái almond shape nó phải, móng nó phải dài nha, dài một chút xíu thì mới ra móng đẹp nha mấy bạn. Nếu khách mà nó đòi móng mỏng quá thì móng ngắn quá thì chắc chắn là bạn không, các bạn không có làm ra được cái almond shape nó đẹp ha. Nếu mà nó ngắn quá thì các bạn sẽ không làm đẹp được ha, thì mình bắt buộc mình phải làm dài xíu đó thì nó mới ra đẹp. Ok các bạn cắt, các bạn đi tùy theo thôi, ví dụ như các bạn để từ bên này nó cách cái hông một chút xíu thì cái bên này bạn để cách lên, đó là cái cách cắt cho nó đều ha, bạn cắt đó đều lên để hai cái nó gặp nhau, hai cắt nó gặp nhau ở chính giữa là ra nghe, hai cái nó gặp nhau ở chính giữa nha các bạn, nó tạo nó chính giữa ở đây nè, khi mình cắt đó, hai cái nó tạo nó gặp nhau chính giữa thì cái móng nó sẽ đều. Sau khi các bạn cắt xong rồi đó thì các bạn dùng cái dũa này nè, ok, các bạn sẽ vạch hai bên hông chết, đơn giản lắm, các bạn làm riết thì các bạn sẽ quen, tạo cái móng là rất dễ nha mấy bạn, không khó đâu mà nhiều bạn nói tạo, tại các bạn khi các bạn cắt các bạn không cắt cho nó đều được. Rồi bạn dũa thì bạn để nghiêng như này, nghiêng vô đó, bạn nghiêng chút xíu này đó, ép vô bên hông đó, ép như này, ép nè, bạn ép vô bên hông, vừa sát vô tới bên hông này là các bạn không ép rồi, các bạn chạy nó đầu. Mình thấy không? Nó đã ra cái móng rồi, thấy không? Đó mình, ok.
tùy khách là mình muốn nhọn, hơi nhọn chút xíu thì mình vuốt nó nhọn, còn bình thường thì dày là được rồi. Ok đó. Lát nữa mình bỏ bột là nó xuống là vừa, nó sẽ ra chút xíu nữa là vừa ha. Bạn có thể vuốt ốm một chút xíu, hay mầm một chút xíu, hay nhọn một chút xíu là tùy theo khách muốn, nhưng mà cái shape của mình là nó đơn giản là nó như thế này. Ok, bạn thấy không, vuốt rất là đơn giản đúng không? Này, nghiêng cái tay này, nghiêng tay vô. Đầu tiên nhất là mình lấy hai bên hông này, mình lấy ngay chỗ cái cậy này nè các bạn, lấy cho nó sát vô, cho nó vừa đúng luôn, nó vừa chạm vô cái cậy là không vừa vuốt nữa. Rồi bên này mình ép vô chút xíu. Đặc biệt là các bạn vuốt từ bên này qua rồi bên kia lại ha, hai bên nó qua đó. Rồi bên này lúc nào mình bo lại. Đấy, các bạn thấy chưa đó. Đơn giản thôi, lát nữa mình sẽ vuốt thêm nữa, nhưng cơ bản là mình nó tạo được rồi nè, thấy không đó. Nhớ là đây nè, các bạn để ý này, vuốt bên hông này nè đó, vuốt bên hông. Tại mình cố tình mình tạo cái móng mình dán dư lên một chút xíu để mình vuốt vô cho nó đẹp thôi, cho nó chắc á. Còn ốm chút xíu là bắt đầu bo nữa. Khi các bạn lấy được cái đó là nó bằng bo cái đầu này là nó ra. Vấn đề là hai bên hông nó vừa bo nó lại không. Hông này ép vô này. Đó là cái cách vuốt xếp nha mấy bạn, vuốt không mình xếp nha. Các bạn cứ tập vuốt lần hoài đó như mình đó. Đó, rồi các bạn đã tạo được hai bên hông cái đầu này, bắt đầu mới bo cái đầu này nè. Nhìn cái vuốt xuống, quàng cái tay qua nè. Thấy chưa, ra này, ra này, ra này. Rồi, các bạn để ý ngón cái cuối cùng nha. Đó, mình vuốt hai bên hông, bạn chỉnh sửa hai bên hông cho nó đều đi, ok, cho nó đều mà nó ốm, nó vừa đúng theo như cái người ta muốn, thì lúc đó mình mới dùng cái này nè, mình vòng nó lại nè, vòng, vòng, vòng. Rồi như vậy là các bạn đã xong cái phần almond shape. Ok, mình sẽ trở lại trong phần kế tiếp. Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách đắp một cái bộ full set với cái màu gọi là cái màu medium pink mấy bạn. Medium pink mạc đó, medium pink. Ok, với làm sao các bạn đắp bột màu với cái bộ almond shape này mà cho nó một lần đắp một cục bột thôi mà cho nó ra một cái shape đẹp và dễ vũ nha mấy bạn, nhanh gọn lẹ. Ok, thì sau khi mà các bạn gắn bóng rồi, các bạn bỏ cái primer rồi đó, thì bắt đầu mình đắp nha mấy bạn. Thì khi cái ngón tay lúc nào các bạn để nghiêng 45 độ như này, thế này cho mình nha. Bạn để nghiêng 45 độ. Ok. Rồi bắt đầu các bạn lấy bột. Các bạn lấy bột này. Đó, các bạn để ngay chỗ đây này. Xa dạ cộng tóc các bạn nhấn nó lên chút xíu. Đó, cho nó lên sát cuticle. Rồi bạn chỉnh sửa, thấy không? Chỉnh sửa xong các bạn lấy một miếng liquid nữa. Rồi các bạn vỗ. Nhớ là khi mà muốn cho đắp cho cái shape này nó đẹp, các bạn cứ vỗ hai bên hông thôi. Ok. Vỗ hai bên hông cho nó ôm vô. Vỗ, vỗ. Rồi bạn vét nó. Ok. Xong rồi mình vỗ, xong mình vét. Cái vấn đề ở đây á, là các bạn đắp cái tay nó không có ngang, mà cái tay nó ôm giống như là một phần của cái bề mặt nó phải có cái độ bên hông này nè. Bạn thấy không? Bên hông này nó tròn đó, mà nó không có ngang ra. Bạn thấy chưa? Bạn thấy nó có cái độ lâm đó. Đó, đó là cái tay nó sẽ chắc ha. Còn các bạn đắp mà nó có cái, nó bị ngang ra, nó không có cái không có cái độ curve vậy đó, là nó sẽ rất là dễ gãi nha. Đó, các bạn đắp thấy chưa? Rồi các bạn coi ngón này lại nè. Ok.
Để nhớ là để nghiêng cái tay 45 độ, bạn lấy miếng bột, để xa chút xíu, nhấn lên nó vừa lên cái cuticle đó là mình thả nó xuống, không nhấn nữa. Rồi các bạn chỉnh sửa cho nó đàng hoàng nữa, các bạn lấy một miếng bột, các bạn lấy một miếng liquid nữa, các bạn vỗ, nhớ là vỗ, vỗ vuốt, vỗ hai bên hông này, vuốt lại, vuốt lại, thì nó sẽ đi, nó ôm vô, nó sẽ ôm vô nha mấy bạn. Đó, tạo cái móng làm sao mà cho nó ôm. Bạn thấy chưa? Đó, sau khi đắp thì nó ra như thế này. Nhiều bạn lấy bột không đủ hoặc là lấy bột thiếu cũng được, nhưng mà các bạn sẽ dặm nó lại, còn này mình lấy nó vừa đủ luôn đó, các bạn để xuống nó vừa đủ luôn ha. Đó, mình chỉnh sửa cho nó đàng hoàng xong bắt đầu mình mới vuốt nó xuống, mình túm nó lại, vuốt nó này cho nó đi, khi mà nó đi về cuối cuối của cái móng á là nó vừa đủ, vừa tròn. Đó, nó vừa tròn vừa đủ vô là xong. Đó, mình không dư không thiếu luôn. Các bạn thấy không? Không dư mà cũng không thiếu. Đó. Riêng ở chỗ này các bạn thấy nó thiếu một chút xíu á, thì mình lấy một miếng nhỏ nè, mình để lên lại, để ngay chỗ này lại, nhấn nó xuống. Đó, đó. Rồi các bạn vỗ nó xuống lại, vỗ nó không dội, vỗ nó xuống rồi nó vừa lắp xuống là vừa luôn, thấy chưa? Bạn thấy nha, ok. Đó, mình review từng ngón cho các bạn coi. Rồi giờ tao ngón út nè, ngón út nếu như mà các bạn bỏ miếng bột như thế này á thì nó dư, cho nên là mình sẽ chở cái cọ là mình để miếng bột như thế này, ok. Tại móng út nó quá nhỏ đi, mình vẫn lấy bột bình thường nhưng mà mình để cái cỏ lại lên. Rồi các bạn vừa lại đã thả ra là các bạn thấy chưa, các bạn vừa chỉnh nó lại luôn. Đó. Nhưng mình vuốt xuống thì nó y chang vậy luôn, vỗ nó ra xong vuốt nó vô nè. Đó, chét. Chỉnh sửa, đừng cho nó, vấn đề là mình bỏ thì mình vuốt xuống, đừng cho nó trào ra bên hai bên hông thì nó sẽ bị mất cái shape này mấy bạn. Vấn đề là mình phải giữ là được cái shape, không làm cho nó mất cái shape. Rồi bạn thấy không, bốn ngón này nè. Rồi giờ tới ngón cái nha, ngón cái ghé. Yeah. Ngón cái nó lớn cho nên mình lấy nhiều bột chút xíu, mình lấy nhiều hơn chút xíu ha. Đó, cũng để bình thường, các bạn chỉnh sửa đi. Rồi các bạn vỗ nó xuống. Đó, lấy miếng nước lý liquid chưa. Đó, các bạn chỉnh sửa cho nó đều, vỗ cho nó đều, vỗ hai bên hông nè, nhưng mà phải ôm vô, dập dập vô hai bên hông nè. Mình thấy không, mình dập vô hai bên hông. Đó, dập cho hai bên hông thì nó sẽ ra, ok. Thì riêng ngón cái này nó lớn hơn cái bình thường, cho nên là thường mình hay thiếu bên hông này và bên hông này, khi thiếu thì mình dặm nó lại ha, khi thiếu thì mình dặm nó lại. Đây, bên hông là mình dặm nè, mình dặm cái góc nó lại, mình lấy một miếng như thế này, mình để dọc bên hông xuống này. Đó, xong rồi bạn lấy một miếng liquid, các bạn cũng đè nó ra cho nó, cho nó chuẩn. Đó là bằng dùng cái thân cọ, bằng ép nó xuống, ép nó xuống. Thấy chưa? Là các bạn xong góc bên này. Giờ mình tới cái góc bên đây. Góc bên này các bạn cũng làm giống vậy luôn. Để vô. Rồi các bạn nhớ vỗ, vỗ. Bên này nó ít thì mình không có cần làm từ trên xuống dưới,
giác cho nó, tạo cho nó không bị mất cái shape. Ok, rồi. Rồi đến đây thì các bạn sẽ review cái tay nè, sau khi mình đắp đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần đắp bột này. Mình sẽ trở lại trong phần kế tiếp. Trở lại với cái phần giữa, cái shape của cái almond shape này nha mấy bạn. Thì sau khi mà nó đã khô rồi đó thì mình sẽ vạch ra như thế này nha mấy bạn. Các bạn vạch ra giùm mình đi. Ok à, thì cái phần giữa lại shape của cái bột này nó đơn giản thôi, tại vì khi mình đắp á mình không có làm cho nó mất shape lắm mấy bạn. Các bạn chỉ giũa sơ lại cái phần nó bị dư đó, các bạn dùng cái giũa này để bên hông nghiêng nó vô, nghiêng vô, nghiêng 45 độ, các bạn thấy không? Đó, đó các bạn chạy dưới này, qua đây thì dòng nó lại nè. Đó, thấy đơn giản không? Đó, mình chỉ vũ sơ như vậy thôi nha, nhớ nha, nè, để bên hông này. Tại sao mà người ta vũ rất ít mà ra móng đẹp? Thì các bạn để ý cái cách mình vũ này, nhé. Okay. Để bên hông này, thấy chưa? Bên hông đó các bạn vũ sơ thôi, mình chỉ lấy bột sơ thôi đó, hai bên hông đó, nhớ bên hông chưa. Rồi bắt đầu cái chỗ này là quan trọng, là mình luồn cái vũ ở dưới này, luồn này, luồn này, luồn này, luồn này, luồn này, thấy không, luồn này, luồn này đó. Mình muốn ép nhẹ ép mạnh thì do mình, nhưng mà khi mình luồn như vậy đó là cái đó lúc đó mình tạo ra cái shape đẹp, thấy chưa. Các bạn thấy bây giờ thấy nè, nó chưa có đẹp đúng không? Các bạn để ý lại nè, vũ bên hông nè. Đây là nó có những cái cách vũ nhỏ, các bạn không để ý, các bạn không thể nào mà vũ ra cái shape đẹp ra đó. Các bạn vũ hai bên hông lại như mình đi nè, hai bên hông nó dư miếng bột nè, bo nó lại. Ok, đó, bo nó lại. Là cái bước này là quan trọng nè, luồn nè, luồn, luồn đây nè, luồn, luồn, bạn luồn nè, luồn. Cái này gọi là cách luồn dũa nha mấy bạn, luồn dũa để cho nó tạo ra cái shape đẹp. Luồn dũa, các bạn thấy chưa. Ok, rồi cho ngón út nè, nhẹ nhàng. Nghe thì nó đơn giản nha mấy bạn, nhưng mà đúng là nó đơn giản lắm, nhưng mà các bạn biết cách dũa các bạn sẽ dũa ra rất là đẹp ha. Rồi sau khi mình lấy đều hai bên hông nè, dư bột này nè, thì lúc luồn vũ nè, luồn nè, dì chảy dì luồn, 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 bạn thấy không? Mình dì chảy dì luồn này, luồn, luồn, luồn cái vũ đó, luồn xuống đất nè, luồn nè đó. Mình quay chậm cho các bạn thấy thôi chứ thực ra là làm lẹ lắm. Luồn các bạn lúc đó nó sẽ thấy rất là đều, ghé. Rồi các bạn để ý cho cái ngón tay cái nè, ngón cuối cùng nha. Đầu tiên nhất là mình hai bên hông nó dư bột này, dư một miếng mình vũ nhẹ, đừng vũ mạnh nha, nó phạm vô trong á. Tại ngay cái này cái góc nó dễ bị làm cho khách nó bị cắt chảy máu, tại vì cái này nè, cái góc này vũ góc kia, hiểu mà anh hiểu không? Đó, rồi xong cái luồn vũ này, luồn, luồn. Đó, mình luồn, mình ép lên trên, ép nó lên, giữ cái tay nè, ngón cái giữ nó lại, đừng cho cái móng nó dở lên, còn ở dưới mình ép lên nha. Ở dưới ép lên, ở trên thì ngón cái hù nó lại. Đó, các bạn phải chạy dưới thì nó mới đẹp được, còn các bạn chạy hai bên hông không có bao giờ đẹp được ha. Ok, đó là cái mẹo giữa cái shape on mình shape nha mấy bạn, bạn thấy chưa. Mình sẽ ôn lại cái phần vũ á, thì mình có hai cái đầu vũ, mình có hai cái đồng vũ nha các bạn. Cái vũ này vũ đồng bộ, còn cái vũ này là vũ mình vũ cuticle. Cái cuticle nó hơi bị, mình có cái cây này mình đánh á, cây của mình luôn, lâu năm rồi cùng hết rồi, nhưng mà đánh cũng được nó các bạn, đánh tuốt nó lại
cái này là cái này để mình tút nó lại nha. Ok, tút hết. Ok rồi, thì cái đầu dũa này á là mình sẽ dũa cho nó đều đồng bộ. Khi các bạn gắn thì các bạn gắn nó dư là chút xíu cũng được, ok, hoặc là bằng thì cũng ok. Rồi luôn, khi các bạn chạy, các bạn chạy chạy trên đầu móng, chạy phớt qua phớt lại này, từ trái qua phải, từ phải qua trái. Rồi các bạn kéo dần thì về đường cuối này, từ trên này. Rồi các bạn kéo dần chút cuối là nó đi ra một chặp là nó xong. Mình dũa ít thôi, đúng là không cần dũa nó cũng được, nó có bạn dũa từ trái qua phải, rồi từ trên xuống dưới các bạn kéo xuống, rồi các bạn vòng lại một lần nữa là các bạn xong. Thấy chưa? Từ trái qua phải, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Rồi, lại dũa một cái nữa để cái chỗ nào mình thấy nó bằng mắt thường á, mình thấy nó còn dư, còn dư, cần chỉnh sửa thì các bạn quằn lại và chạy thêm chút xíu nữa thôi. Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Hello, how are you? Yeah, sure. Thấy chưa? Mình sẽ chạy đơn giản rồi xong. Rồi bước kế tiếp là cái bước dũa cubicle. Các bạn cũng gắn cái móng xem tình cái. Chạy giống vậy luôn, ok, các bạn chạy hết rồi. Các bạn nhớ cái này nó hơi sensitive một chút xíu. Thank you, yeah, same to you. Các bạn chạy hết giống vậy, cái này mịn mà, thì cũng chạy lại một lần nữa thôi, đủ mịn. Rồi bắt đầu tới cái bước dũa này. Bây giờ tới cái bước dũa cuticle nha. Các bạn chú cái móng xuống đây này, dùng ngón tay này vạch ra nè. Các bạn kéo và vạch ra để làm gì? Để cho khách nó không thấy nóng già. Mình dũa cũng đơn giản hay lẹ, tại mình bỏ bột nó quá. Khi các bạn bỏ bột nó quá chuẩn rồi thì các bạn cái nước, cái bước dũa của bạn rất là đơn giản luôn ha mấy bạn, không có cần dũa nhiều. Mình như mình dũa đây nè, đơn giản thôi. Mình chỉ lấy đây, các bạn coi lại ngón này nè nha mấy bạn. Đó, mình nghiêng nha, nghiêng xuống 45 độ. Cái dũa này nó cũng đi vô trong đó cũng 45 độ luôn. Khi mình đánh vòng như thế này là bạn ép, bạn giữ về cái, khi bạn dũa lúc nào cái xu hướng của cái dũa nó cũng nằm bám vô trong cái mặt móng á, chứ nó không có bám vô cuticle. Thì các bạn đó, thì các bạn sẽ dũa cái móng nó ra đẹp mà khách nó không thấy đau tay. Mình thấy không, mình dũa đơn giản thôi, nhưng mà lý do là mình kéo, mình đẩy cái da này nè mấy bạn, đẩy ra nè, đẩy ra đó, mình đẩy da ra đó.
xong. Các bạn nhớ là cái tay á, mình có mấy cái video mà cái cách dũa thì cái video này mình chỉ nhắc nhở lại, remind lại các bạn một chút xíu thôi. Đó. Nhưng thực ra thì cái phần dũa mình có những cái video chuyên về dũa rồi. Cái này các bạn chỉ nhìn sơ qua thôi, review lại đó. Tạo cái đây nó có độ lại, mà nó không có cái gừa là cái móng là các bạn phải dũa, các bạn phải nghiêng. Thực ra thì đắp bột mới là cái bước quan trọng nhất ha. Bắp dũa nó chỉ là cái phần, nhiều lúc rồi mình dũa nó, mình đắp bột nó có một cái lỗi gì đó thì cái dũa nó chỉ chỉnh sửa là thôi, chứ thực ra thì khi có đắp bột mà khéo rồi đó thì là cái dũa nó cũng chỉ là một phần đơn giản thôi ha. Dũa nó không là một cái bước quan trọng. Như mình đây, mình dũa một cái tay này, sau khi mình đắp bột xong mình dũa cái tay cái 5 phút thôi, không dũa nhiều, mình chỉ lấy cái phần bột dư thôi. Ok, cho nên là rất mong là các bạn tập tành cái chuyện đắp bột. Mà đắp bột, khi các bạn đắp bột với cái bộ móng quay tiếp các bạn với cái bộ móng vuông á, thì nó đơn giản, hay là móng cốc phin nó cũng đơn giản. Nhưng mà riêng với cái móng almond shape nè, các bạn để ý cái cách dũa làm sao mà cho cái hai bên hông nó ôm vô nè, thì các bạn dũa ít hơn mà ra cái móng nó đẹp ha, ra cái móng nó đẹp. Thì ở đây mình, cái quan trọng nhất là cái video, những cái video mình ra là cách làm móng để đẹp, chứ còn làm móng thường ai làm cũng được hết trơn các bạn. Làm móng đẹp nha, mình chú trọng vô làm móng đẹp mà nhanh gọn lẹ để mau kiếm tiền ha. Rồi đến đây thì cái phần dũa đã kết thúc rồi nha, rồi mình sẽ trở lại trong phần kế tiếp. Rồi xin chào các bạn, mình sẽ trở lại trong phần kế tiếp.